Hello, xin chào các bạn, tôi là A3. Em thầy vừa mới đi dạy lớp off về cũng khá là mệt. Đó, cũng chưa ăn tối gì thì hôm nay thầy sẽ bắt đầu cái buổi livestream dành cho các bé trong tâm là các bé 2K1 về phần ăn côn. Hôm nay chúng ta sẽ làm những bài tập dễ về ăn côn trước để giúp cho các bạn lấy lại gốc của ăn côn. Kể cả những bạn mà chưa học gì về hóa hữu cơ hay là quên mất về hóa hữu cơ thì em theo dõi video này thì em đều có thể học ổn về mặt ăn côn nhé. Chính vì vậy nên là thầy rất mong muốn tất cả các bạn cùng xem video này, xong rồi tag các bạn vào trong video này, các bạn học lớp 11, nhất là các bạn học lớp 11, để mà các bạn cũng có thể theo dõi ăn côn. Các bạn 2000 hay là học lớp 12 thì cũng có thể theo dõi video này nếu em mất gốc. Thì đây là video mà thầy dạy khá là chậm về ăn côn để giúp cho các em có thể có lấy lại gốc tốt hơn. Giật Tử Hàn, học sinh học online, thầy nhớ tag các bạn vào hộ thầy nhá. Chào Thanh Ngân Ngô, chào tất cả các em. Chào Đinh Thị Hoài My. Các em chú ý theo dõi những cái buổi livestream này của thầy, thì thầy nhắc lại cái lịch livestream thầy cố định là vào tối thứ năm lúc 21 giờ 15 là dành cho các bé 2K1, tối thứ bảy vào 21 giờ 15 là vào dành cho 2K, và đặc biệt nữa là tối ngày mai thì xin thông báo các em là tối ngày mai thầy sẽ có một buổi livestream đặc biệt dành cho các bé 2K2 để hỗ trợ các em làm bài toán bảo toán E, một bài toán khá là quan trọng. Và kể cả những bé mà 2K1 với 2K nhớ nhắc các em của các em nhé, là 2K2 tối mai theo dõi thầy livestream lên trên trang cá nhân. Chào Đức Mai Thắng. Thì bây giờ là chờ đợi thầy một chút để thầy xét máy với lại đề để mà chúng ta bắt đầu vào học nhé. Rất mong muốn các bạn cùng xem lại video livestream và lên trên trang cá nhân để cho tất cả các em 2K1 với lại 2K2 cùng nhìn thấy thầy để mà buổi học chúng ta có thể tốt hơn. Ok, chào Tú Uyên. Các em xem test lại máy nhá, xem là âm thanh có ổn không này, sau đó rồi là hình nét không, có vấn đề gì về chữ không đấy thì các em trả lời thầy. Ok, thầy thấy hình hơi đang không được cân cho lắm, được chưa nhỉ? Nghe vẻ thấy ổn ổn. À, trong lúc chờ đợi hình, bật bài ca nhạc tí cho các chúng ta nghe. Chúng ta cứ đợi như bình thường, chúng ta cứ chờ đợi như bình thường khoảng độ được 100 bạn chúng ta bắt đầu học. Ok, ổn hết chứ. Ok. Các em nghe thầy nói gì không? À, rất mong muốn các bạn cùng share lại video livestream lên trên trang cá nhân giúp thầy nhé. Ôi nhiều tin nhắn quá. À, đây là kiến thức dành cho các lớp 11 và lớp 12 các em nhá. Em chờ đợi thầy một chút, đợi khoảng độ tầm 100 bạn thì thầy bắt đầu. Thì bắt đầu nhá. Ồ, bút này của thầy xịt quá. Hôm nay test thử thì được. Chưa rồi, hôm nào cũng nhờ bạn nào xịt cho thầy cái bút vậy. Ok, bây giờ cũng ổn rồi, có lẽ chúng ta bắt đầu nhỉ. Sao các em lại không xem được?
Alo. Alo. Các em có nghe thấy thầy nói gì không? Các em có nghe thấy thầy nói gì không? Thầy vừa đi chỉnh lại bút. Ok. Rất mong các bạn đã và đang theo dõi video livestream mạnh nhanh tay cùng thầy. Không xem được á? Thế bây giờ xem lại được chưa? Hello, xin chào. Các em có nhìn thấy gì không? Các em thấy ổn chưa? Chúng ta đã bắt đầu được chưa nhỉ? Ok. Chào Bích Hằng, chào Vũ Văn Sĩ, bình thường đúng không em? Hơi đơ chút đó. Thầy nghĩ là hôm nay là tối thứ năm làm sao mà đơ được. Đúng không? Có, ok, cảm ơn Thanh Diệu. Thế thì ok, Việt Trần Hà, cảm ơn các em. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Không chờ đợi nữa, là ta bắt đầu vào luôn. Các em nhanh tay chia sẻ share lại video live stream lên trên trang cá nhân giúp thầy để mà từ đó đợi thầy tẹo lại thầy còn cắm sạc đã. Cắm sạc. Các em đợi thầy. Trong lúc đợi thầy cắm sạc, các em share lại giúp thầy video lên trên trang cá nhân nhá. Những bạn vào sau. Úi, pin yếu rồi này. Đấy, thầy cắm sạc nào. Ok. Thế này là hịn. Hơi trông chênh chút. Các em thông cảm. Ok. Chúng ta bắt đầu nhá. Số chất đồng phân. Số chất đồng phân. Ôi, bút kè chán quá đi. Rồi. Số chất đồng phân có cùng công thức phân tử C4H10O. Thế chúng ta chú ý nhé. C4H10O này thì ta phải nhìn này. Thật bình tĩnh tự tin. Anh này có dạng là CnH2n cộng 2O. Vậy thì hơi mờ. Các em thấy ổn không? Các em nhìn thấy nét chưa các em ơi? Sao lại có bạn này kêu hơi mờ này? Đấy, để thầy tắt. Thầy thấy là nếu mà hiện ở trên máy tính thì vẫn ổn mà. Các em chú ý xem này. Ok. Thì ở đây ta thấy này. Công thức tổng quát là CnH2n cộng 2 này. Chính vì vậy nên ta nghĩ ngay đến việc đó là đồng phân ancol dạng ROH. Được chưa? Thầy dạy rất là chậm nhé. Và đồng phân ete ROR phải. Bởi vì ở đây đề bài nói chúng ta rằng là số đồng phân nó cùng công thức phân tử mà. Thế thì chúng ta chú ý tiếp, nếu mà xét về đồng phân ancol nhé, thì mạch C4. Ta vẽ các mạch C4 này. 1, 2, 3, 4 là 4 cộng 0. Và 1, 2, 3 là 3 cộng 1. Được chưa? Thì với những cái đồng phân này, thì ta chú ý rằng là nếu là đồng phân ancol, thì OH đính vào carbon. Nếu đồng phân ancol thì OH đính vào carbon. Chú ý nha, đồng phân ancol thì OH đính vào carbon. Và bởi vì OH đính vào carbon ấy, thì ngay lập tức thầy có thể đi đánh số. Thầy có thể đi đánh số. Hơi lóa đúng không em? Đợi thầy xíu, thầy chỉnh cho nó hết lóa. Hết lóa rồi. Ok. Thì ngay lập tức ta có OH đính vào carbon này. Trục đối xứng. Trục đối xứng đúng không? Vậy thì có này. 1 2. Thằng này đối xứng thằng này giống nhau 2 1. Tiếp tục này, OH đính carbon này có ba anh carbon này giống nhau. 1 2 3 cùng đánh số giống nhau. 3 3. Ba anh carbon này khác đánh số 4. Được chưa? Vậy nó có bốn đồng phân ancol. Sao đồng phân ete nhé? Ete thì oxy chen giữa RR hay nó khác là oxy chen giữa liên kết CC. Vậy để đánh số vị trí liên kết CC này nhé. Vậy là đang 4 rồi. 5 6. Thằng này đối xứng nhau. 5 3 này giống nhau. Đến 6 rồi. Thì đây là 7 7 7. Vậy đây thì có 7 đồng phân có cùng công thức phân tử C4H10. Trong đó có 4 ancol và 3 ete. Thì em chú ý nha. Ok, bạn nào mà muốn biết thêm, đây là phương pháp đánh số, còn là một phương pháp nữa của thầy khá là kinh điển ở trên video YouTube ấy. Trên kênh YouTube của thầy thì có phương pháp tìm đồng phân và đánh ngón tay, đếm ngón tay nhé, phương pháp đếm ngón tay. Đếm ngón tay, cực kỳ nhanh với dạng này. Thì các em có thể là ngay lập tức comment mail vào, để thầy gửi cho chúng ta cái link video. Để các em có thể comment mail vào, để thầy gửi cho chúng ta cái link video của tìm đồng phân bằng phương pháp đánh ngón tay. Các em comment mail nhá. Comment
mail để thầy gửi link của phương pháp tìm đồng phân bằng phương pháp đánh đếm ngón tay. Do chính thầy nghĩ ra. Thấy chưa các em? Ô sao cái này không ghim được này? À đây, bình luận ghim. Rồi ok. Đấy, các em có thể comment mail vào đây nhá. Đây là phương pháp chậm thôi. C5H12 này, số đồng phân ancol bậc 1 này. Chúng ta chú ý, trong lúc này thì các em cũng giải comment luôn đáp án nhé. Đồng phân ancol bậc 1, thế chúng ta nhớ ancol bậc 1 là gì? Ancol bậc 1 là nhóm OH đính vào nguyên tử carbon bậc 1. Đính vào carbon bậc 1. Tức là thể dạy khá là kỹ. Thế vậy bây giờ là coi như là hơn nữa là đây là có một OH thôi, vì đây ancol no đơn chức bậc 1. Vậy thầy đi vẽ mạch chính này, có 5 carbon này. 5 cộng 0 này. Được chưa? Tiếp tục là gì? 4 cộng 1 này. 4 cộng 1 này. 3 cộng 1 cộng 1 này. 3 cộng 1 cộng 1 này. Được chưa? Thế thì vậy ở đây ta sẽ có này, đồng phân ancol bậc 1 này là đánh số chỉ của carbon bậc 1 nhé. Thế đây ta có anh carbon này, carbon bậc 1 này. Carbon bậc 1 này. Đây anh carbon bậc 2, carbon này cũng bậc 2, vậy loại. Vậy là 1. Đồng phân ancol bậc 1. Anh này với anh này đối xứng nhau qua trục này. Anh này cũng chỉ là 1 thôi. Tương tự ta có này, trục đối xứng này. Anh này giống nhau đều là carbon bậc 1 này. Vậy đây là 2 2. Anh này bậc 3, anh này bậc 2 vứt. Anh này bậc 1, vậy là 3. Anh này bậc 4 này không có. 4 anh này giống nhau đúng không? Đều là bậc 1 đúng không? Vậy anh này là đồng phân số 4. Vậy C5H12 của thầy có tổng cộng 1 2 này, 3 này, 4 đồng phân ancol bậc 1. Đáp án đúng đáp án A. Để cho các em. Ok. Và tiếp tục sang câu số 3. Rất là mong muốn các bạn đã và đang theo dõi video livestream này nhanh tay chia sẻ lại video livestream trên cá nhân, tag các bạn các em vào video livestream này để mà chúng ta cũng có thể học giỏi bộ môn hóa học hơn. Bởi vì đây là những cái chia sẻ thật tâm của thầy dành cho chúng ta để cho chúng ta cũng có thể học giỏi. Trên đây là những cái phương pháp tìm đồng phân khá là ăn chắc và khá là cơ bản, thấy chưa? Chúng ta tiếp tục sang câu số 3. Các em comment đáp án của số 3 nào. Thầy thấy meo nhiều hơn. A Đức Lộc đáp án B này. Không biết là Đức Lộc đáp án gì. Chúng ta chú ý nhé. Số chất là đồng phân. Chúng ta chú ý này. Đồng là cùng. Đồng là cùng. Phân là phân tử. Vậy đồng phân có nghĩa là cùng công thức phân tử. Cùng công thức phân tử. Khác công thức cấu tạo. Các em chú ý nhé. Đồng phân là cùng công thức phân tử. Khác công thức cấu tạo. Thế vậy bây giờ ta đi xét. Anh số 1 này chúng ta công thức phân tử là gì? C2H6 O2. Anh số 2 1, 2, 3. C3H2226 này. Cộng 2 là H8 2O O2. Anh số 3 này C1, 2, 3. C3H3 cộng với 2 là 5. 5 cộng với lại 3 là H8 O2 này. Anh số 4 này C1, 2, 3 này. C3 này, H này, 6 này, cộng 2 là 8 này. 8 cộng với lại 3, đúng không? Thế rồi, C, anh này là 3 này, 3 cộng 2 là 5 này. 5 cộng với lại 3 là bằng C3H8, O1, 2, 3, O3. Vậy ta thấy cùng công thức phân tử chỉ có C3H8O2 và C3H8O2. Vậy là có chất 2, chất 3 cùng công thức phân tử. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án B, 2 chất. Wow, thầy nhìn thấy bạn Nguyễn Diệp trả lời đúng này. Okay, rất là tốt, các em trả lời thật nhanh nhiều vào đây để chúng ta cùng học giỏi nhá. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 4. Câu số 4 thì hơi khá cứng hơn một chút, yêu cầu chúng ta phải tư duy một tí. Phải dừng một chút để cho chúng ta cùng suy nghĩ nhá. A là đồng đẳng của ancol ethylic thì để gợi ý đồng đẳng là gì? Đồng đẳng là những chất có cùng công thức phân tử. Sorry, đồng đẳng là những chất hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2, hay nói khác là đồng đẳng là những chất có cùng công thức chung với nhau. Thì ancol ethylic của chúng ta, đồng đẳng ancol ethylic là tương đương với lại dãy đồng đẳng ancol no đơn hở.
Thế thì đấy là đồng đẳng của Alcoholic là tương đương với dãy đồng đẳng Alcohol No đơn hả? Thế thì công thức của Alcohol No đơn hả là CN H2N cộng 2O. Các em cần chú ý rằng là cái công thức của dãy đồng đẳng Alcohol No đơn hả là đồng đẳng cực kỳ quan trọng. Các em gặp cực kỳ nhiều và có rất rất nhiều trong các đề kiểm tra cũng như đề thi của các em trên lớp. Và Alcohol cũng rất là trọng tâm. Đấy, chính vì vậy nên là cái phần này các em nhớ phải lưu lại thật kỹ. Tỷ khối hơi so với oxy bằng 2,3125. Tỷ khối hơi so với oxy có nghĩa là DA so với oxy bằng 2,3125. Thế mà DA so với oxy thì có nghĩa là chính bằng phân tử khối của A so với phân tử khối của oxy. Mà phân tử khối của oxy thì bằng 32 bằng 2,3125. Thế hoàn toàn đến đây em tìm được phân tử khối của A chính là phân tử khối này sẽ bằng 23 32 nhân với 2,3125 bằng 74. Thế đến đây đã có phân tử khối hội này bằng 74 thì ta có này 12 nhân N này cộng với hydro là 1 này, 2N cộng 2 này cộng với oxy là 16 này thì bằng 74 này. Hoàn toàn đến đây em bấm máy tính em tìm được N này. Thấy chưa? N ta bằng bao nhiêu nhỉ? Thầy bấm nhá. 74 trừ đi 16 cộng 2 là trừ đi 18. Chia cho 12N cộng 2 là 14. A bằng 4. Vậy N ta bằng 4. N bằng 4 phải suy ra công thức của ancol của chúng ta sẽ có dạng là C4H10O. Đề bài vẫn đang hỏi chúng ta nhé. Đề bài đó là số đồng phân có mạch carbon không phân nhánh của A. Chú ý là không phân nhánh của A. Mà đồng đẳng ancolic thì chắc chắn là ancol nhá. Đồng phân có mạch carbon không phân nhánh của A. Vậy thì ta sẽ có này, mạch C4 này. 4 cộng 0 này. 3 cộng 1. 3 cộng 1 là phân nhánh rồi. Vậy loại. Vậy trục đối xứng này. 1, 2, 2, 1. Vậy này chỉ có 2 đồng phân rồi. Ta vào đồng đẳng B. Chúc mừng tất cả các bạn đã chọn đáp án B với câu số 4. Đấy chưa? Đấy để chữ rất là kỹ nên những bạn nào vào sau các em có thể lưu lại về tường. Và các em có thể lưu lại về tường để chống trôi bài cũng như là để cho sáng mai các em, để cho các bạn của các em cùng có thể theo dõi video này. Đấy, để xem hôm nay 2K1 có được nhiều xe hơn 2K hôm nọ không. Đấy, tiếp tục sang câu số 5. Câu số 5 này câu rất hay hỏi khi đi thi và rất rất nhiều bạn bị nhầm lẫn nhá. Rất rất nhiều bạn bị sai nhá. Không biết là có bao nhiêu bạn comment đúng câu số 5 này nhá. Khi chọn Alcolitilic, ta trong nước nhiều bạn vẫn quên không nhớ công thức của Alcolitilic. Alcolitilic là C2H5OH. Được chưa? Tan vào nước thì số liên kết hydro trong dịch có thể có là. Đấy, câu này là khá là hay này. Không biết là như thế nào. Có mỗi bạn Vân Đặng với đáp án C thôi. Chính xác, chương trình là một bạn Phát Đạt ạ. Hồng Ngượt, nhanh lên. Mấy các bạn Hồng Ngượt comment đáp án D này. Khẩn trương đấy các em. Thế thì chắc hơi khó nhỉ. Kiều Thanh à. Cảm ơn Kiều Thanh. Giờ thầy thử nhá. Ancol etylic tan trong nước thì bên trong dung dịch chúng ta sẽ gồm có những anh sau. Đầu tiên là ancol O này, H này. Với ancol H O này, C2H5 này. Thế hình thành liên kết giữa O của ancol với H của ancol, O của rượu với H của rượu và H của rượu với O của rượu thì như nhau. Tiếp tục thì có nước H O H, trong nước thì luôn luôn có nước mà. H O H có O của nước với H của nước, O của nước với H của nước và dĩ nhiên H của nước với O của nước vẫn là trùng nhau. Tiếp tục nha, sang rượu này. Bây giờ còn thiếu của rượu với nước C2H5OH và nước HOH. Ta thấy có O của rượu và H của nước. O của rượu với H của nước. O rượu H nước này. Và H của rượu với O của nước. Em nhìn hai này khác nhau nhé. H của rượu với O của nước. Hai này khác nhau. Chính vì vậy nên ở đây của thầy có tận đến 1, 2, 3, 4. 4 kiểu liên kết hydro. Thế nên thầy mới bảo là có khá nhiều bạn là tô 3, đáp án 3 là sai. Các bạn bị nhầm. Thế thầy bảo là cái bài này cực kỳ quan trọng và cũng cực kỳ hay thi.
rất hay bị hỏi, nên các em cần phải chú ý nhé, cực kỳ chú ý phần này. Những bài này thầy giải cực kỳ chậm để cho tất cả các em cũng có thể theo dõi, để cho chúng ta cùng theo dõi hơn. Lát rồi thì các em chú ý một chút nhé, được chưa? Những bạn nào mà lát mà không theo dõi được thì em share lại về tường để mai chúng ta bật lại theo dõi. Chốc nữa thầy tải bản HD lên cho chúng ta xem. Chúng ta sang câu số 6 này. Câu số 6 này. Các em comment đáp án câu số 6 xuống xem nào. Mở á? Mở chắc là mạng hơi lag thôi. Các em chú ý đợi tẹo nó sẽ được quay trở lại được ngay mà. Bị lag mở thì các em đợi tí xíu, hoặc các em có thể xe lại mệt đường, xong rồi chốc nữa thầy sẽ tải bản HD cho chúng ta. Ok, ừ, Vân Đặng bị nhầm à. Rồi. Lag quá, đâu thầy thấy mạng của thầy vẫn ổn mà. Ok. Câu 6 này. Cho ban côn. Các em cứ comment đáp án. Điều nào sau đây là sai? Chúng ta chú ý là điều nào sau đây sai. Cho ba ancol này, ancol ethylic này, ancol ethylic này, ancol propylic này. Điều nào sau đây là sai? Đấy, rõ rồi, chắc là do mạng thôi. Điều nào sau đây là sai? Ancol metic, bây giờ tiện thể thầy sẽ viết lại cái công thức chúng ta cùng nhớ nhé. Ancol metic, mẹ, mes, đây là một carbon, CH3OH. Ancol ethylic, S, 2 carbon, C2H5OH. Ancol propylic, prop, C3H7OH. Đấy, tiện thể vừa học ta lại vừa nhớ lại. Thì tất cả đều nhẹ nước là đúng. Bọn này đều nhẹ nước. Tất cả đều tan trong nước là đúng. Nhiệt độ sôi tăng dần cũng đúng, bởi vì nhiệt độ sôi tăng theo phân tử khối. Vậy thì sai ở đây là chỉ có là đều có tính axit này. Chẳng ai bao giờ nói ancol tính axit này. Đáp án sai là đáp án D. Đấy, bạn Lê Vĩnh trả lời đúng này. Bạn Nghĩa chờ cũng trả lời đúng này. Ok, bây giờ các em tiếp tục sang câu số 7 nhé. Chúng ta sang câu số 7 này. Thì khi so sánh nhiệt độ sôi của ancol ethylic và nước thì điều nào sau đây là đúng? Nước sôi cao hơn ancol thì đúng rồi, bởi vì ancol nước thì sôi ở 100 độ C cơ. Còn ancol khoảng độ tầm từ 72 đến 76 độ C thôi. Đến 78 thì chuẩn hơn. Trong khoảng đấy. Vậy thì nước sôi ancol sôi cao hơn ancol, đúng vậy, ancol sôi cao hơn nước là sai. Thế tại sao? Tại vì liên kết hydro giữa nước bền hơn liên kết hydro giữa các phân tử ancol. Đáp án đúng đáp án C. Các em nhớ nhá. Bạn Cao Tùng trả lời đúng này. Và tiếp tục câu tiếp theo. Sang câu số 8. Đây là những cái chuỗi này chuỗi lý thuyết thôi, chúng ta chuẩn bị sang cái chuỗi bài tập. Sang câu số 8. Dãy đồng đẳng của ancol. Ui, cái này thầy vừa dạy xong, các em phải comment đáp án rồi. Bao nhiêu bạn trả lời đúng câu này? Thầy đã nói rồi, cái dãy đồng đẳng của ancol ethylic này cực kỳ hay thi và rất hay bị hỏi, nên là các em hôm nay thì đi lại lại nó tận 2 lần, các em cần phải chú ý ngay. Ancol ethylic là ancol no đơn hở, đúng không? No đơn hở thì công thức của nó này, một nhóm H là đúng này, OH X là sai. Được chưa? Làm gì có CnHn trừ 7, sai. Trừ 1 là không phải no rồi, phải cộng 1. Đáp án đúng đáp án B. Đây cho các em chú ý nha. Sang câu số 9. Công thức nào của ancol bậc 1? Thế lúc nãy thầy đã nói rồi. Ancol bậc 1 là OH đính vào carbon bậc 1. Mà OH đính vào carbon bậc 1 thì trong đây những nhóm OH đều đính carbon, thằng này không xác định được bậc loại. Anh này không xác định được bậc loại, anh này không xác định được bậc loại, chỉ có đây là OH đính vào carbon bậc 1 này. Được chưa? Khá nhiều bạn nhầm cái câu này đấy, cực kỳ nhiều bạn nhầm ấy. Đáp án đúng chúng ta phải đáp án. À, trong quá trình mà thầy dạy cực kỳ nhiều bạn nhầm nó với lại C này. Nhưng C không thể chứng minh được nó là ancol bậc 1 nhé. Được chưa? Bây giờ ta sang phần khó một chút, phần này bắt đầu có bài tập. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm phần bài tập của phần phản ứng thế với kiểu số 1 ancol cộng natri. Được chưa? Thì đây là phần mà chia dạng bài tập khá là hay, khá là khó, và nó là cái dạng đặc trưng của ancol. Chính vì vậy nên là các em mà vào sau các em chưa xem kịp lý thuyết, các em xem lại về tường để chốc nữa các em xem lại. Còn những bạn nào mới vào thì chúng ta bắt đầu sang luôn phần phản ứng thế nhé. Những bạn vừa nãy thì thầy có dạy chúng ta một cái phương pháp về tìm đồng phân. Thế nên là đây các em có thể là comment mail lại ở trong cái link video này. Để mà tẹo nữa, chốc nữa xong thì sẽ gửi cho chúng ta cái link của phương pháp tìm đồng phân bằng điểm ngón tay của thầy. Nhá. Chúng ta sang câu số 12. Các em có thể comment đáp án câu số 12 vào. Wow. À, plus chân nhanh đấy. Cho một mẫu natri với, chú ý đây là C2H5OH lấy dư nhé. Thầy viết là phương trình cho chúng ta xem. C2, thầy viết lại phương trình. C2H5OH
mà người ta lấy dư nhé, khi cho cộng với natri ấy, thì ta chú ý này, H của nhóm H sẽ bị thay thế với natri để tạo thành C2H5O. H bị thay thế bằng natri, Na cộng H2. Đấy, thì 1H đi ra thì đây là 1/2 gì rồi. Thế thì do NaOH lấy dư nên là do CH5OH lấy dư nên Na hết. Vậy cô cạn dung dịch X thì thu được chất rắn nào? Cho màu tác dụng mà. Vậy thì cô cạn dung dịch X chắc chắn có CH5ONa. Đúng chưa? Thế tác dụng với lại CH5OH mà lấy dư, CH5OH lấy dư. Vậy thì chắc chắn là chỉ thu được là CH5ONa thôi. Đáp án đúng đáp án này. Để cho các em. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 13 nhé. Cho những sao, cho những chất nào tác dụng với natri. Thì những chất có tác dụng với natri khi và chỉ khi có nhóm OH. Thầy dạy cực kỳ chậm đấy, các em có thể theo dõi. Vậy thì ở đây ta có này, anh số 1 có OH. Anh số 2 có OH, không những thế lại còn tận 2. Anh số 3 có OH. Anh số 4 có OH không? Không. Anh số 4 này là ete nhé, ete không có OH. Anh số 5 chó không có OH. Anh này là anhydride chúng ta sắp học. Thế vậy ta chỉ có bao nhiêu thôi? 1 2 3. Thế đáp án đúng chúng ta đáp án à. Được chưa? Ok, vậy chúng ta vừa kết thúc phần lý thuyết ở đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu sang phần bài tập. Và những bài tập này khá là hay nên là thầy sẽ chữa khá là chậm để cho tất cả các bạn và các em cùng có thể theo dõi. Đây là những cái phần bài tập cực kỳ quan trọng và cực kỳ cơ bản của bọn Ancol. Chính vì vậy nên là các em cần chú ý theo dõi. Thế thì trong cái quá trình này thì thầy hướng dẫn chúng ta một số phương pháp dạy nhanh, để tẹo nữa chúng ta dạy nhanh để cho các bạn cùng theo kịp nhá. Cách dạy siêu nhanh ở đây ta có Ancol, chúng ta có dạng là R OH tất cả x lần cộng natri thì sinh ra R ONa x lần cộng H2 x phần 2. Vậy nếu số mol anh này là 1 thì anh này là x, thì anh này là 1 thì anh này x phần 2. Vậy ta luôn luôn có số mol nhóm OH thì bằng x nhân số mol ancol. Mặt khác ta lại có số mol nhóm OH thì bằng 2 lần số mol hydro. Được chưa? Chính vì vậy nên hai này ta suy ra, nếu ancol đơn chức, ancol đơn chức, nếu ancol đơn chức thì ta luôn luôn có, các em nhớ ghi lại vào vở nhá. Nếu mà không có vở ở đây thì lưu lại vào tường để mà chốc nữa chúng ta có thể ghi lại vào vở. Nếu ancol đơn chức thì ta luôn có là x bằng 1 đúng không? Vậy suy ra n ancol bằng 2 lần n hydro. N ancol bằng 2 lần n H2. Được chưa? Nếu ancol 2 chức thì ta luôn luôn có n ancol bằng n H2. Chú ý hai cái này để giải. Được chưa? Nhớ đấy, thế bây giờ ta đi giải nhá. Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm ancol etylic. Vậy thì có ancol etylic là C2H5OH. Đề bài cho ta 16,6. Thầy giải cực kỳ chậm để cho chúng ta cùng theo dõi. Và ancol propionic C3H7OH. Tác dụng hết với natri thì thu được khí. Khí của chúng ta là khí hydro. Số mol là 0,15. Xác định phần trăm theo khối lượng nhé. Muốn xác định phần trăm theo khối lượng thì ta cần tìm được số mol. Vậy ta đặt số mol của C2H5OH là A mol, thì số mol của C3H7OH là B mol. Vậy thì sẽ có hệ đầu tiên. Anh này là 46 này, 46A này, cộng phân tử khối này là bao nhiêu nhỉ? Hơn đồng đẳng mà. Anh này bằng 60B thì bằng 16,6. Đây là bảo toàn khối lượng nhé. Khối lượng của ancol etylic cộng khối lượng của ancol propylic thì bằng 16,6. Để cho các em. Tiếp tục này. Tiếp tục là bảo toàn hydro. Ta có này, anh này đơn chức này. Một nhóm OH này. Hai nhóm. Vậy ở đây anh này tổng số mol nhóm OH bằng A nhân 1.
cộng với B nhân 1 thì bằng, chúng ta chú ý này, tổng số mol nhóm H thì bằng 2 lần số mol hydro. Vậy số mol hydro thì biết rồi, bằng 2 nhân 0,15. Đến đây thì bấm máy tính. 1 2 thì có 46 bằng 60 bằng 16,6 bằng thứ hai là 1 bằng 1 bằng 2 nhân 0,15 bằng A, vậy ta có A bằng 0,1, B bằng 0,2. A bằng 0,1, B bằng 0,2. Vậy đây thì tìm phần trăm khối lượng của anconetylic. Phần trăm khối lượng của anconetylic sẽ bằng là 46 nhân 0,1 chia cho 16,6 để tìm được phần trăm, nhân 100, 27,71%. À, thế ở đây cẩn thận không quanh nhầm 27,17 nhé, 27,71%. Vậy ta bán đúng, ta bán dê. Được chưa? Câu này là câu đầu tiên thì thầy chữa khá là chậm, cộng với những phương pháp giải khá là nhanh. Tí nữa chúng ta sẽ tăng tốc sau. Những bạn nào mà chưa kịp theo dõi thì các em chưa kịp theo dõi phần lý thuyết thì các em có thể xe lại về tường để lát nữa thôi các em có thể tua lại để các em xem nhá. Được chưa? Và tiếp tục sang câu số 15 được không? Câu số 15 này. Thầy biết là khá nhiều bạn là bị yếu phần ăn côn ấy, và phần ăn côn là phần tiền đề, nên là các em nhanh chóng tác các bạn các em vào trong này thì chúng ta cùng có thể để theo dõi, chúng ta cùng có thể học nhé. Câu số 15 cho 9,2 gam hỗn hợp ancol propylic, 9,2 gam hỗn hợp ancol propylic thì công thức của chúng ta là C3H7OH. Rất nhiều bạn là chết ở cái chỗ là không nhớ được công thức đấy. Và ancol đơn chữ X, gạch chân cũng từ ancol, vậy thì ký hiệu anh này là ROH. Tác dụng với natri dư thì sau phản ứng thu được khí hydro, ta tìm số mol khí hydro 0,1. Do cả hai anh này đều là ancol đơn chức nên thì tìm được số mol của ancol bằng 2 lần số mol hydro như bên trên, 2 nhân 0,1 bằng 0,2. Được chưa? Thế giờ tiếp tục nha. Tiếp tục này. Bởi vì đây là hỗn hợp ancol nên thầy gọi chung hỗn hợp ancol này là R trung bình OH. Vậy thì có số mol hỗn hợp ancol bằng 0,2 mà khối lượng hỗn hợp ancol bằng 9,2. Vậy thì có phân tử khối trung bình của cả hỗn hợp R trung bình OH sẽ bằng khối lượng là 9,2. Câu này khá hay. Chia 0,2 thì bằng 9,2 chia 0,2. 46. Thế các em chú ý lưu ý một điều, đây là phương pháp trung bình nhé. Đây là phương pháp trung bình thì ta có phân tử khối của C3H7OH là bằng 60. Thì ta thấy là 46 này nhỏ hơn 60 rồi. Nhỏ hơn 60 rồi. Vậy thì 46 phải lớn hơn một anh nữa. Thế mà 46 này vốn dĩ đã là phân tử khối của C2H5OH. Nó không có số bằng nên là chắc chắn một anh còn lại phải nhỏ hơn C2H5OH. Mà nhỏ C2H5OH thì chỉ có anh nào thôi, CH3OH. Đúng chưa? Vì vậy đáp án chính xác chúng ta anh này là CH3 là metin. Đáp án đúng là ancol metinic. Không biết có bao nhiêu bạn trả lời đúng câu này. Đấy, câu này cực kỳ hay, cực kỳ đặc biệt khi mà ứng dụng phương pháp trung bình. Thì mấu chốt phương pháp trung bình đây là M trung bình lớn hơn M1, nhỏ hơn M2 các em nhá. Đấy, các em lưu lại để tí nữa các em có thể ghi lại vào vở. Đây là những bài cực kỳ kinh điển của phần ancol, rất rất dễ thi. Có rất rất nhiều trong đề thi để khiến cho chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn. Tiếp tục, ở đây câu 16 này thầy lại cho chúng ta một công thức cực kỳ thần thánh cho phần ancol, cực kỳ kinh khủng luôn. Các em muốn nghe không? Nhá. Thế thì nghe thôi, còn đợi chốc nữa có thể lưu lại nhá. Ta luôn luôn có này, số mol nhóm OH này thì bằng này 2 lần số mol hydro này, đúng không? Nhưng lại còn bằng nữa này, M sau trừ M trước chia 22. Em đóng khung lại nhá. Thì cái quá trình chứng minh công thức này khá là dài. Với cái quá trình chứng minh công thức này thì đã chứng minh rất nhiều trong khóa Stasi. Đấy chưa? Những bạn nào mà chưa thì các bạn có thể theo dõi khóa Stasi để xem để chứng minh công thức này. Thế thì ở đây ta sẽ có này, để bài hỏi hydro. Thế thì hoàn toàn ta thế vào phương trình này ta sẽ tìm được luôn. 2 lần số mol hydro sẽ bằng M sau là 4,6 trừ M trước là 2,84 chia 22 với bài natri. Còn nếu mà là kali thì nó là còn 38
hoàn toàn đến đây ta tìm được số money rồi. Thầy bấm máy tính nha. 4,6 trừ 4,6. Các em có nhìn được rõ máy tính không? Đây. 4,6 trừ đi 2,84 được bao nhiêu chia 22? 0,08. Chú ý đây phải chia cho 2 nhé. Bằng 0,04. Với số money bằng 0,04. 0,04 mà nhân với 2,4 thì bằng 0,896 đi. Đáp án đúng đáp án rẻ. Đấy, các em nhớ lưu cái công thức này. Vậy ở đây thì có một số công thức để cho chúng ta nhớ. Và công thức thứ nhất là OH bằng 2 lần số money bằng M sau trừ M trước chia 22. Các em cần lưu ý lại. Các em nốt luôn và về tường đi. Các em nốt luôn công thức này về tường, và công thức này cực kỳ quan trọng đối với bài ăn côn. Cực kỳ nhiều bài ăn côn sử dụng công thức này. Nốt luôn vào tường để mai hoặc tí nữa ghi vào vở luôn. Xong rồi dán vào góc học tập luôn cho nhớ được công thức này. Được chưa? Và cái công thức thứ hai nữa thì chỉ lại là công thức ăn côn đơn trước này. Đây, bộ công thức này. Được chưa? Nhất là công thức OH này bằng 2 lần số money rồi. Đấy, các em chú ý nha, nốt về tường xong rồi là chốc nó còn lấy vợ nó còn ghi. Ghi nốt lại cho không bao giờ bị quên. Nhá, cực kỳ dùng nhiều. Và ra tiếp tục câu số 17. Câu số 17 thì ứng dụng công thức trên này. Là xong này. Các em thử bấm đi xem bằng bao nhiêu. Bấm tính vù phát xong câu 17 luôn. Nó hỏi bao nhiêu lít hydro. Đúng không? Người ta có này, 2 lần số money đâu. Bấm máy tính vèo phát xong. Chứ đấy bạn nào comment nhá. Các em comment chậm thế. Đấy ui. Túi tiền triệu được C này. Nhanh tay lên em ơi. 21,8 gam chất rắn này. Vũ Tuyên Trinh xem mà chưa thấy comment gì nhỉ. Chia cho nó đi 22. Vậy bằng luôn. Suy ra số Moniro luôn. Bấm máy tính vù phát xong. Em bấm đi xem nào. Lê Vĩnh. Uầy Kiều Thanh này. Hình như toàn là C. Thế bấm thử xem nhá. Trừ đi 15,2 chia 22 chia 2 0,15 0,15 nhân 2,4. À đúng rồi. Wow, khá nhiều bạn comment C đấy. Đáp án đúng đáp án C. 3,36 đi. Các em thấy công thức của thầy có kinh không? Đấy, cực kỳ kinh luôn. Đấy, có rất nhiều bài mà về công thức giải nhanh để cho chúng ta cũng có thể học. Được chưa? Nguyễn Công Toại. Wow, cảm ơn các em. Và tiếp tục nha. Nó tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 18. Lại một cái dạng nó lại hay hay một chút xíu để chúng ta thử sức tí tẹo. Câu số 18 à. Câu số 18. Công thức quá kinh, chính xác. Cực kỳ kinh điển luôn. Đấy. Câu số 18. Thế thì bây giờ thì ghi cái công thức ra đây để cho nó chạy theo các cái bài, để cho chúng ta nhớ nha. Công thức thứ nhất là gì nhỉ? À, số mon OH bằng 2 lần số mon hydro và bằng M sau trừ M trước chia 22. Cứ thế đã. Đúng không em? Giờ thì sẽ làm câu 18 nhá. Theo công thức này xem đúng không? À, nhưng mà câu 18 như không theo công thức này, cứ bình tĩnh. Câu 18 à. Cho M gam hỗn hợp X gồm A, hai côn non trước mạch ở kế tiếp nhau. Vậy thì đặt công thức chung nhỉ. Công thức chung bọn này là gì? CN H. Ui, tay thầy che. H 2N cộng 2O. Đúng chưa? Công thức chung là CN 2N cộng 2O. Trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng với natri dư thì thu được khí hydro. Do đây ăn côn no đúng không? Thế ta có ăn côn no phải nhóm OH bằng 2 lần nó ra không? Mà do này là đơn chức nữa. Do đơn chức nên ta luôn có N ăn côn bằng N nhóm OH bằng 2 lần N hydro và bằng số mon hydro bằng 0,48 chia 2,4 bằng 0,02. 0,02 mà nhân 2 thì bằng 0,04. Vậy số mon ăn côn bằng 0,04. Mà đốt cháy với oxy mà lại sinh ra CO2. Số mol CO2 bằng 2,24 chia cho 2,4 thì bằng 0,1. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon cho mình. Lấy số mol CO2 0,1 chia số mol ancol 0,04 thì bằng 2,5. Như vậy thì nó nói với cái phương pháp trung bình này thì ta có 2,5 luôn lớn hơn một số. Chúng ta chú ý rằng đây là luôn nhỏ một số. Kế tiếp nhau 2,5 lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Vậy chắc chắn của anh là C2H6O. Ngoài còn lại là C3H8O. Hay tương đương với là C2H5OH và C3H7OH. Để ta nhìn trong này.
C2 và C3 thì chỉ có mỗi anh B. Vậy chắc chắn công thức hàn của chúng ta là C5H và C37H. Rất đề bài hỏi chúng ta là phần trăm khối lượng của hàn cồn. Thế mà ngoài hoàng. Vậy đặt số mon anh ăn cồn này là A mon thì anh ăn cồn này là B mon. Đúng không? Thì thầy sẽ có một cái mối hệ đầu tiên là mối hệ về số mon. A cộng B bằng số mon ăn cồn. Số mon cồn là 0,04. Được chưa? Chính xác. Tiếp tục. Mối quan hệ thứ hai là bảo toàn carbon ý. Carbon trong này có 3. Carbon trong này có 2B. Thì bằng số mol CO2 0,1. Vậy nên bấm máy tính ra nào. 1, 2. 1 bằng 1 bằng 0,04 bằng. 3 bằng 2 bằng 0,1 bằng. 0,02. 0,02. Vậy A bằng 0,02. B bằng 0,02. Thế nhưng đề bài đây đòi là phần trăm khối lượng các em nhé. Người ta cần tìm được khối lượng của mỗi ancol cho người ta tìm. Và phần trăm khối lượng ta có này. 0,02 nhân với C38O là bằng 60. Chia cho khối lượng. 0,02 nhân 60 cộng 0,02 nhân 46 bằng 56,60%. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Đấy. Kiều Thanh trả lời đúng này. Rất nhiều bạn trả lời đúng. Cực kỳ nhiều bạn trả lời đúng. Bây giờ chúng ta sang câu số 19. Câu số 19 này lại phải ứng dụng công thức thần thánh thôi. Các em thử ứng dụng công thức thần thánh trong comment thì đáp án câu số 19 này nào. Những cái cách giải này khá là hay và rất là mong muốn các em hãy nhanh tay share lại về tường để cho tất cả các bạn của các em cùng có thể tham gia, cùng có thể biết được được về cái phương pháp này của thầy. Cái phương pháp giải bài ancol khá là kinh điển. Được chưa? Nào các em comment cho thầy đáp án nào. Hòa Phạm Tiến Đạt nhanh đây. Nhanh tay với các em ơi. Câu số 19. Hôm nay thầy trợ giúp chúng ta đến câu 30 nhá. Được chưa? Không biết hôm nay 2K1 xem có được trên 300 xe không? Nào, câu 19 nào. Wow, Ngô Thái đã ok rồi. Ok, ok Nguyễn Công Tòa. Bây giờ ta có này, khối lượng muối thu được. Thế tương tự ta áp dụng công thức này thôi. Có muối, muối là mở sau đúng không? Hình không thấy phun đầy á. À đây 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 đây. À. Được chưa? Thế dịch rồi, thế dịch rồi. Ừ, hơi bị chẹo một chút, em đợi tí nào. Rồi, cảm ơn các em. Đấy. Vậy đây ta có gì nhỉ? Thế dịch đầy rồi đấy. Ok, ta có gì đây? Mờ muối. Mờ muối này là mờ sau đúng không? Vậy ta cứ áp vào thôi. NH trừ bằng 2 lần N hydro. Số mol hydro bằng 3,36 nhá. Dùng công thức thần thánh. 0,15. 2 hydro đúng không? Thì bằng nhân 2. Thì bằng M sau là M muối. Trừ M trước là M ancol biết rồi. 19,2. Chia 22. Hoàn toàn đến ra tìm được M muối. Rất dễ luôn. Vậy ta có luôn. Bấm máy tính luôn. 2 nhân với lại 2 nhân 0,15 nhân 22 cộng 19,2 25,8. Đáp án đúng chúng ta đáp án B. Đấy, rất nhiều bạn comment trả lời đúng. Để thầy cho co một tí lên cho các em cùng nhìn thấy đáp. Bây giờ thầy nghĩ là để các em nhìn full rồi đấy. Đúng không? Không bị lệch nữa. Chính xác, Mai Phạm Đăng Khôi. Em comment quá đúng. Nghĩa trở cũng comment rất đúng. Chúng ta sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 20. Câu số 20 nào. Đấy, đây chọn loại câu số 20. Lại vẫn câu vẫn một cái câu nói bình thường là công thức phân tử hóa ancol. Cái dạng này là cực kỳ hay hỏi nhiều. Đến 100 bài hữu cơ thì đến 70 bài hỏi về công thức phân tử của hợp chất. Chính vì vậy nên các em phải luyện cái phần này. Và cực kỳ nhiều là đơn chức liên tiếp nhau. Cần chú ý. Thế ở đây là no đơn chức rồi. Đơn chức người ta lại có gì nhỉ? Số mol ancol bằng số mol OH và bằng 2 lần số mol hydro. Vậy ta có là 2 nhân số mol hydro bằng 4,2 chia 2,4. 0,1875 nhân 2 luôn. 0,375. Thế
Cái này chính là số mol ăn cồn. Đây bài nó là ăn cồn no đơn chữ kế tiếp nhau em ạ. No đơn chữ kế tiếp nhau thì ngon quá. Công thức tổng quát nó là gì nhỉ? CN thì nhắc đi nhắc lại lúc nãy rồi, cực kỳ nhiều thi vào bọn này. H2N cộng 2O. Thế ta đã có khối lượng 14,1. Ta có số mol ăn cồn. Đây, 0,375 thì ta có bằng 14,1 chia cho 0,375. Chính bằng 14,1 chia N 37,6. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được 12N cộng 2N là 14N. Trung bình nhá. Cộng 2 cộng 16 là cộng 18 bằng 37,6. Hoàn toàn đến đây thì tìm nào bằng 37,6 trừ 18 chia 14 bằng 1,4. Thế 1,4 này nó lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. Bởi vì có từ liên tiếp mà. Nên mà anh C1 và anh C2. Nhìn này. C2, C3 loại. C3, C4 loại. C4, C5 loại. Vậy đáp án đúng đáp án. À. C3 học H. Và C2 H5 học H. Rất dễ nha. Đúng không? Chị em làm quen phần này thôi. Phần này thi nhiều lắm. Thi cực kỳ nhiều. Chắc chắn có trong bài kiểm tra một tiết. Cũng như là trong cái bài thi cuối học kỳ của em. Chắc chắn có luôn. Khối lượng hàn côn, phần trăm, lại hỏi phần trăm khối lượng, người ta đi tìm số mol. Đặt anh này A mol thì đặt anh này B mol. Ta lại có hệ như vừa nãy thôi. A cộng B là về số mol ăn côn. Nhưng như khổ nãy ở đây lại không có số mol. À đâu, vừa nãy có đây này. Số mol ăn côn mà 0,375. A cộng B. 0,375. Phương trình thứ hai, phương trình về khối lượng. Ta có 46A. Cộng với, anh này bao nhiêu nhỉ? 32 à? B à? 15 cộng 17, đúng là 32B. Thì bằng khối lượng đề bài cho 14,1. Đến đây bấm máy tính giải hệ tìm AB. Bạn nào nhanh tay bấm nhanh gọi thầy nào. 0,375 46 bằng 32 bằng 14,1 bằng một anh bằng 0,15. Một anh bằng 0,225. Vậy đây tìm 1% khối lượng luôn. 0,15 0,15 mà nhân với lại 46 chia cho 14,1 bằng 48,93. 48,93. À 48,93 này gần bằng 49%. Các bạn đúng đáp án này. Gần bằng nhé các em. Gần bằng thôi. Wow. Khá là hay đúng không các em? Chính xác. À cảm ơn bạn Cao Thanh Tùng. Cảm ơn bạn Cao Tùng. Chúng ta tiếp tục sang câu số 21. Đấy. Ở đây thầy giúp đỡ cho chúng ta học thật là giỏi, học thật là tốt. Hữu cơ. Để các em cực kỳ khổ. Đây những cái skin khá là kinh điển của thầy. Dạy lớp off hôm nay dạy cho tất cả các em. Nên là các em có thể share lại video về tưởng. Được chưa? Và những cái công thức này khá quan trọng này các em. Thế bây giờ ta làm nhanh nhá. Làm nhanh được chưa các em? Ok chưa? À, câu 21 cho 15,6 gam hỗn hợp hai côn đơn chức lại đơn chức kế tiếp trong dạy đồng đẳng. Tác dụng với 9,2 gam natri thu được 24,5 gam chất rắn. À câu này hay lắm. Hàn côn đó là, hàn côn đó là. Thế thì ở đây chúng ta chú ý tí. Bài này khá là hay. À, chúng ta chú ý tí. Ở đây ta phải sử dụng bảo toàn khối lượng. Ta có M hàn côn cộng với M natri bằng M chất rắn cộng M hydro. M hàn côn bằng 15,6. M natri bằng 9,2. M chất rắn bằng 24,5. Thì đến đây cộng 2 lần N hydro. Đến đây tìm lần N hydro bằng. Đấy, N hydro bằng 15,6 cộng 9,2 trừ đi 24,5 bằng 0,3 chia 2 bằng 0,15. N hydro bằng 0,15. À, với N hydro bằng 0,15 thì ta tìm được N ancol do ancol đơn chức. Suy ra N ancol bằng bằng NOH bằng 2 lần NHRO. 2 nhân với 0,15 bằng 0,3. Đấy, được chưa? Nó có 0,3 thì ở đây ta chỉ sử dụng phương pháp trung bình thôi. Ta tìm được là R trung bình OH sẽ bằng 15,6 chia 0,3 bằng N
52. Đấy, mà đây là kế tiếp nhau nhé, mày đơn trước nhé. Thế bây giờ ta nhìn đáp án đã có này. Anh này no. Anh này no. Anh này no. Thế vậy ta dự dự là ăn côn đơn của ta cũng là no. CN trung bình, H2N trung bình cộng 2O. Vậy đây ta tìm N trung bình bằng 52 trừ 18 chia 14 2,42. Một anh là C2, một anh là C3, đúng không? Và chúng ta vẫn bể. Wow, Hương Ly comment đúng này. Tốt, rất tốt. Út, 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 út. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 22 nhé các em. Các em nhanh tay comment đáp án câu số 22 này. Các em nhanh tay comment đáp án câu số 22 vào đây để chúng ta cùng có thể giải. Mọi thắc mắc của em có thể comment dưới này để thầy có thể giải đáp cho chúng ta nhé. Buổi live stream này là thầy live stream để cho chúng ta học tốt hơn về phần ancol. Nên là có những công thức cực kỳ hay và cực kỳ dị. Nên là các em hãy, những bạn mà vào sau ấy, thì share lại video này về tường để chốc nữa. Hoặc mai các em có thể theo dõi lại để mà các em cùng có thể biết được những công thức nếu các em ghi vào vở. Thì như vậy thì các em sẽ tốt hơn cho các em. Được chưa? Bài này live stream theo kiểu mà như này thì các em có thể chưa tìm được vở thì các em lưu lại đi. Xong rồi chốc được các em tua lại thì em sẽ có thể quan sát được này. Nhá, sang câu tiếp theo, câu số 22 này. Cho 1,52 gam hỗn hợp ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau. Hỗn hợp ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau. Lại đơn chức và đồng đẳng kế tiếp nhau. Thế là ta nhìn này. Lại nhìn đáp án ta có, các em phải sử dụng cái chiêu gì đáp án ta có này. No. 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 Có một thằng không no, vậy ta ký hiệu tất cả đều là no đi. Được chưa? Thế thì giả sử tất cả đều là no, ta có công thức tổng quát là CN H2N cộng 2. Cái chiêu này là hóa hữu cơ dùng rất nhiều nhé. Tiếp tục thì có này. Cho khối lượng chất rắn này. Cho khối lượng ancol. Vậy ta có số mol nhóm OH. Chú ý đây là ăn đơn trước rồi. Nên chính bằng N ancol. Thì bằng khối lượng chất rắn sau 2,18 chia 1,522 chia 22. Quyền lắm này. Bằng. Phải một tẹo là thuộc công thức luôn. 2,18 trừ 1,52 bằng chia 22 bằng 0,03. Thế tìm được số mol ancol là 0,03. Vậy phân tử khối này bằng 1,52 chia 0,03 bằng 50,666. Vậy hoàn toàn đây thì N trung bình bằng, lấy 50,666 nhỉ, trừ đi 18 thì sẽ nói là được 2O trừ 18 chia 14 bằng 2,33. Vậy chắc chắn anh C2 mà anh C3 thì chỉ có đáp án B thôi. Cực kỳ kinh điển, đúng không? Tiếp tục. Mặc dù như vậy rồi, chúng ta vẫn tiếp tục. Ta vẫn tiếp tục, ta có thể tìm được phần trăm khối lượng ancol. Biết một anh là C2 H6O, một anh là C3 H8O. Vậy ta đặt anh này là A mon thì anh này là B mon. Ta có số mon A cộng B bằng 0,3. 0,3. A cộng B bằng 0,3. Phương trình thứ hai về khối lượng đúng không em? 46A cộng 60B bằng 1,52. Thế các em nhìn thấy cái mô tuyết nó đều y xì như nhau thôi. Nó chẳng khác nhau gì. Nào thì các em cũng vậy thôi. Thế các em cứ loát phần này về, sau đó là các em giải đi giải lại thật nhiều lần. Thế là đến lúc vào phòng thi em chỉ có bấm máy tính A bằng 0,02. Các em nhìn tốc độ giải chúng ta từ bây giờ khá là nhanh. B01, vậy ta tìm được phần trăm luôn. 0,202 nhân với 46 chia 1,52 bằng 60,52%. 60,52. Đáp án đúng, đáp án dễ. Em thấy chưa? Khá là dễ đúng không? Cực kỳ dễ, tất cả mọi bài vào tay thì mình là thành dễ hết. Cực kỳ dễ luôn. Đúng chưa? Chúng ta sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 23. Các em tự comment đáp án câu số 23 xuống đây xem nào. Các em tự comment đáp án câu số 23 xuống đây xem là đáp án nào. Tốc độ lên, nhanh tay lên, khẩn trương lên. Ok nào. 23 dễ dã man luôn. 23 dễ dã man con ngàn luôn. Bạn nào theo dõi từ trước đến giờ là ngon luôn. Đây này. Công thức này. OH bằng 2 lần N hydro bằng M sau trừ M trước này. Đấy, những bạn nào mà vào sau thì mà vẫn chưa comment mail để mà lấy cái link tìm đồng phân siêu khủng của thầy thì comment mail lại nhá.
Đấy, thầy bảo là comment mail xong gửi, thầy sẽ gửi link phương pháp tiền đồng phân siêu khủng lại. Nào ta có này. Không phải một mol ăn côn. Thế ta có, ở đây không nói là ăn côn gì, có số mol nhóm OH thì bằng 2 lần số mol hydro. Số mol hydro chúng ta bằng 2 nhân 0,15 bằng 0,3. Thế thì số mol ăn côn như số mol OH thì bằng x nhân số mol ăn côn. Vậy thì x sẽ bằng 0,3 chia số mol ăn côn. Thì x đây chính là số nhóm chức. Số chức hay là số nhóm OH. Vậy tao có x bằng 3. Nào đúng đáp án C. Để cho các em. Và tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 24. Câu số 24. Lại cứng hơn một tí nhỉ. Lại cứng hơn một tí nhỉ. Câu 24. 9,2 gam argon X vào bình đựng natri dư. 9,2 gam argon X vào bình đựng natri dư. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng bình natri tăng 9 gam. Ô lạ thật. 9,2 vào thì đáng nhẽ phải tăng 9,2 mà đây tăng có 9 gam. Vậy ta thấy. Vậy cái lượng hụt đi là gì? Đáng nhẽ mà bình hụt đi chính là m của hydro. Bằng 9,2 trừ 9 bằng 0,2. Hoàn toàn đến đây ta tìm được số mol hydro bằng 0,2 chia 2 bằng 0,1. Vậy ta có số mol ancol, số mol nhóm OH, số mol nhóm OH thì bằng 2 lần số mol OH2. Đây bằng 0,2. Đấy, thế bây giờ ta biết đi vài trường hợp. Ancol này ta chưa biết là gì nhá. Vậy là ancol chúng ta là ROH tất cả x lần. Và số mol nhóm OH bằng 0,2 là các trường hợp x với R. Nếu x là 1. Nếu x là 1 thì số mol nhóm OH chính là số mol ancol thì bằng số mol nhóm OH bằng 0,2. Vậy 9,2 chia 0,2 thì bằng 46. ROH là 46. 46 thì 46 trừ đi 17. 46 trừ 17 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 29. 29 chia 14 thì nó là C2H5OH. Thế vậy ngay tức là suy luôn. Nó chính là C26O. Để cho các em. Rất là dễ. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 25. Thầy chữa chúng ta đến câu 27 nhá. Thầy chữa chúng ta đến câu 27. Buổi sau còn để dành buổi sau làm tiếp. Được chưa? Câu 25. Xuống những câu này những câu khó hơn rồi. Xuống những câu này là những câu khó. Ancol X mạch hở số nguyên tử carbon bằng số nhóm chức. Uầy. Số nguyên tử carbon bằng số nhóm chức ấy. Em nhìn nhá. Anh này no. Anh này no. Anh này no. Carbon bằng số nhóm chức cái loại luôn. Với ba thằng no. Vậy thầy ký hiệu luôn. No à? CN H2N cộng 2 nhé. Số carbon là số nhóm chức. Số nhóm chức là số nhóm OH. Vậy N carbon này có NO gì? 9,3 gam ancol X tác dụng với natri thu được. Đây là khối lượng bằng 9,3. Thu được 3,36 lít khí. Vậy ta có số mol nhóm OH thì bằng 2 lần số mol hydro. Số mol hydro thì bằng 3,36 chia 2,4. 2 nhân 0,15 bằng 0,3. Được chưa? Thế mặt khác ta lại có số mol nhóm chức. Số nhóm chức là N nhân với N ancol thì bằng NOH. Vậy ngay tức thì tìm được N ancol bằng 0,3 phần N. Vậy hoàn toàn đến đây thì suy ra được phân tử khối này. 14N cộng 2N. Sorry, 12N cộng 2N là 14N cộng 2 cộng 16N thì bằng 9,3 chia 0,3 phần N. Từ đó thì tìm được N. 9,3 chia 0,3 phần N thì có 9,3 chia cho 0,3 bằng 31. 31N 31N mà trừ 30N thì bằng N. N bằng 2. N bằng 2 suy ra số nguyên tử carbon thì bằng 2. Đáp án đúng, đáp án C. Khá là kinh điển không em? Đấy, những câu này khó một chút đấy. Em thấy khá là kinh điển. Nên là các em nên lưu những câu khó khó này vào, vì những câu này rất là dễ điểm cao trong cái đề thi ở trường các em. Được chưa? Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 26. Nào, chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 26 này.
Nhớ là sáng mai ra lớp cho các bạn cùng coi nhé. Chúng ta cùng giỏi lên. Câu 26. Comment đáp án hoặc em. Bạn này bây giờ buồn ngủ hay sao ấy. Chưa thấy mấy đứa comment đáp án. Lê Vĩnh. Wow. Lê Vĩnh như hôm nay làm nhanh phết nhỉ. Ngô Thái. Wow. Nhanh lên nào, nó 74 bạn cơ mà. Đáng nhất phải có 74 đáp án. Ok. Nguyễn Thanh Duy. Uầy, hình như xem nào. Một ancol tác dụng kim loại kiềm vừa đủ hoặc dư. Hiro sinh ra 1/2 ancol. N hiro bằng 1/2 N ancol. Mặt khác ta có NOH thì vậy là bằng 2 lần N hiro. Thế thế vào nhé. 2 nhân 1/2 N ancol. 2 1 2 bằng 1. Thế chính bằng N ancol rồi. Thế mà NOH mà bằng N ancol thì chắc chắn là ancol đơn trực. Chính xác. Rất nhiều bạn comment đúng, các bạn đúng đáp án B, đơn trực. Ơ, câu 27 bị trùng rồi các em ạ. 27 trùng với 25 rồi. 27 vừa trùng 25 vừa chữa xong. Đấy, các em nhanh tay share lại video này về tường để mà chúng ta cùng có thể. Wow. Khổ quá. Câu 27 lại bị trùng với lại câu 20. Câu 27 lại trùng với câu 25 các em ạ. À, không biết là những cái chia sẻ của thầy có giúp cho các em học tốt phần ancol hay không. Nếu mà giúp cho các em học tốt phần ancol thì các em nhớ thông báo cho thầy nhé. Vì đây là những cái chia sẻ thật tâm của thầy với cái phần dạy bài tập ancol. Hôm nay thầy có cái buổi live stream chữa khá là kỹ, khá là chậm dành cho tất cả các em, để cho mà các em có thể học tốt phần ancol hơn. Kể cả những bạn học offline, những online của thầy, bởi vì trong quá trình thầy dạy thì thầy chữa khá là nhanh với tốc độ khá nhanh. À, bởi vì trình độ có rất nhiều bạn trình độ cao nên hôm nay thầy sẽ làm cái buổi, và những cái buổi vào tối thứ năm hàng tuần 21:15 này thầy trực tiếp live stream để mà giúp đỡ cho tất cả những bạn học kém, được chưa? Tất cả những bạn học kém hoặc học chậm đều có thể mà theo kịp được, mà lấy lại được gốc với bộ môn hóa hữu cơ. Đấy là những cái phần nó rất là thầy đấy là những cái phần mà nó rất là quan trọng đối với các em, để cho chuẩn bị cho chương trình lớp 12. Thì tối mai thì sẽ live stream chương trình lớp 10 về phần bài toán bảo toàn E. Các em nhớ nhắc nhở các em lớp 10 thì cùng có thể mà học thầy nhé. Và những cái bạn nào mà đuối về phần bảo toàn E thì tối mai cũng theo dõi thầy luôn. Nhớ là sáng mai các em lưu lại video lên tường và sáng mai cho các bạn ở trên lớp các em theo dõi nhé. Tối mai bạn đăng cô nhé. Tối mai 21:15 lịch live stream của thầy cố định là tối ngày thứ 5 là lớp 11 lúc 21:15 và tối ngày thứ 7 21:15 với chương trình lớp 12. Trong khi đó thì lớp 10 thì là tối mai tối thứ 6 lúc 21 giờ thì thầy sẽ live stream về cho lớp 10 phần bài toán bảo toàn E. Những bạn nào mà đuối bài toán bảo toàn E thì cũng có thể theo dõi nhé. Cứ bạn nào mà đuối bài toán bảo toàn E thì thầy đều chữa chậm như hôm nay. Thì cũng khá là muộn rồi, thì bây giờ thầy xin phép các em, thầy được đi ăn tối, thầy cũng vừa mới đi dậy lớp off về cũng chưa kịp ăn gì. Chào tạm biệt tất cả các em, chúc các em ngủ ngon và nhớ làm bài tập của thầy nhé. Bye bye, chào tạm biệt các em. Nhắn nhủ một chút là những cái bạn mà comment mail thì chắc sáng mai hoặc tẹo nữa thầy sẽ quét mail thầy gửi luôn cho các em. Nhớ là liên tục theo dõi thầy và đặt thầy ở chế độ xem trước để mà các em có thể theo dõi được tất cả những cái chia sẻ của thầy dành cho các em. Bye bye, xin chào tạm biệt. Bye bye.